Hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào hân hoan đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Đây nè, bên hôm nay một người anh trai đã để sang nhượng lại cho Trường Anh con Nissan. Thì con Nissan này Trường Anh lấy con xe này rồi nha. Nó xe thì đồng sơn gọi là tương đối là đẹp. Bốn vỏ tương đối đêm rồi, bây giờ 6 giờ rồi anh chị coi nè. 6 giờ 10 phút rồi nè. Cho anh làm hết clip này. Con này hàng nhập. Con này đời năm 1990 93 anh chị nha, 4 tháng địa anh chị ạ. Đồng sơn thì em quay sơ thôi. Con này nó có một hai chỗ chốc sơn nè. Chỗ này thì để cho Trần Anh dặm cho anh chị nha. 4 vỏ còn mới, 4 bông đúc anh chị nha. 4 vỏ mới, 4 bông đúc luôn. Bản số 47E269 63 nè. Đó là Nissan, Nissan Bluebird bản F form mới. Nó cùng đèn nguyên rin xe nè anh chị ạ. Nó đồng sơn bật cho em nó một cái màu đỏ, màu đen mạnh mẽ, cá tính trong cuộc sống lắm. Đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Xe này thì nó cũng có một hai chỗ là nó xấu, còn vỏ nó còn đẹp, gầm bề không mục anh chị nha. Đây là dòng hàng nhập. Đó, phong dáng lồng sơn của con xe này anh chị xem kỹ cho Trần Anh nè. Bốn cánh cửa rất là liền lạc. Con này Trần Anh bán rẻ cho anh chị thôi. Cụm đèn là nguyên bản cho xe này anh chị. Đó, chị thấy cụm đèn không? Cụm đèn là nguyên bản cho xe hết nhá. Phong dáng giá cực rẻ luôn, đến với tay người tiêu dùng. Ghế là ghế này zin nè, để cho anh qua bên phần kia cho anh quay cho. Đây nè anh chị, đây là phần ghế của nó nè. Ghế là ghế zin theo xe anh chị nhé. Đó, ghế này nè, ghế da nè, anh chị thấy hàng nhập ghế da rất là dày luôn. Qua thời gian anh thấy nó có rạn nứt chân chim nha, nhưng mà không có rách. Táp bi cửa nguyên bản là nỉ nè, hai tay gối phía sau nè. Xe đây cũng đưa qua công nghệ 4.0 tẩy rửa toàn diện rồi. Đây là nỉ nguyên bản anh chị nha. Đây là phần táp bi nè. Đó, táp bi là nỉ nguyên bản luôn nè. Đó, những cái đinh bấm nè, đinh bấm nhựa nguyên bản cho xe. Keo chỉ bốn cánh là không mất phần nào đâu. Tại vì em quay trong cái thời gian nó tối quá, em bật đèn led lên cho anh chị coi nè. Anh chị coi phần keo chỉ của con xe nè. Xe này là không có sơn rin đâu nha anh chị nha. Đó, xe có sao nói vậy. Xe này nó hồi trước nó là màu xanh. Chủ nhà sang tên đổi chủ, người ta đổi cho em nó một cái bộ áo màu đen. Đó là chiếc xe là như vậy đó anh chị, không nói thêm nói bớt. Chứ bây giờ em nói con xe này màu đen thì chắc chắn anh chị chỉ biết nó là màu đen thôi, chứ anh chị đâu có biết là nó là màu xanh sơn lại là màu đen, đúng không ạ? Đó, chiếc đóng cửa rất là liền, không có dấu hiệu là cấn đụng tông vai trên con xe anh chị nhé. Đó, phong dáng của em nó đây nè, nhỏ nhỏ xinh xinh anh chị nhé, y chang con Nissan đời bè hai của Trường Anh thôi. Đây là nỉ nè, nỉ non là nguyên bản theo xe nè anh chị nè. Đó, đây là phần nỉ nguyên bản theo xe nè. Kính bấm nè, con này là bốn kính bấm nha. Đây anh chị ạ, bốn kính bấm, vô lăng biểu tượng của Nissan, vô lăng bốn chấu anh chị nha. Đây là tích hợp và có cả gương chỉnh điện nè, y chang con của Trường Anh, không khác gì, y chang con 72 Trường Anh. Đồng hồ nè. Đó, đồng hồ báo tua là bản đủ luôn. Con này được cái là phần nội thất nó còn liền lẹt lắm chị ha. Đây là từ phần táp lô rồi, ốp giả gỗ rồi, máy lạnh nè, đầy đủ trên con xe rồi. Mua về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm bất cứ một khoản gì anh chị nha. Đó, trang bị một cái màn hình gập nè. Xe này nó hết bình rồi, để 2-3 ngày nay nó hết bình. Đó, chị thấy con số nguyên bản của xe nè. Đây là phần táp lô trên con xe nè, không có gì là khoan đục nha. Hãy bắt viết trên con xe nha. Táp bi cửa nè, nó rất là liền. Tay mở cửa nè, còn nguyên rim hết anh chị ạ. Xe này mai Trường Anh sạc bình vô là em sẽ test cái máy cho anh chị. Bây giờ em quay sơ qua thôi anh chị ạ. Bình hết rồi nè anh chị coi nè. Em mở chìa khóa rồi nè, và bình nó hết trơn rồi. Trang bị là lóc cửa, mở cửa tự động từ xe hết nhá. Đây nè, nó có đồ mốt lóc cửa nè. Đồng hồ nè, còn mới tinh anh chị không. Đây có tích hợp vào gương chỉnh điện luôn nhá. Cổ lái thì trang bị cổ lái gật gù. Đó, ghế nè, ghế của em nó là không có dấu hiệu mục mọt, nó chỉ bị rạn nứt chân chim qua thời gian và năm tháng nhá. Đây nè anh chị xem kỹ cho Trường Anh nhá. Đây nè, đó anh chị thấy không, nó bị rạn nứt chân chim, mà ghế rất là dày nè, dày ơi là dày luôn. Đó, chất xe này là mua về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm bất cứ một khoản gì nữa. Giá thì Trường Anh sẽ bán rẻ cho anh chị luôn nha, giá rẻ cực kỳ, máy 2 chấm hàng nhập. Đây là phần để chân nè. Đó, sơn này thì không còn sơn rin đâu nha. Cho nên là xe có sao Trường Anh, con người sống thẳng thật, có xe em nói luôn.
Em không có giấu anh chị, côn ga số này. Côn ga số là những cái vân gai côn ga số này không có dấu hiệu bị phai mờ luôn nhé. Đây nè, cao su nè, cao su của cần số anh chị coi nè, cao su cần số là nguyên rin hết nhá. Đó, tổng quan nhìn sạch sẽ anh chị thấy không, từ phần táp lô đổ về đó, vô lăng đầy đủ trên con xe hết rồi, vô lăng trợ lực lái, dòng này có trợ lực lái rồi anh chị nha. Chân là chân đẩy nè anh chị thấy không, chân đẩy rất là sạch sẽ nè. Đêm rồi Trường Anh phải mở đèn led, Trường Anh quay đó anh chị thấy Trường Anh làm ghê không, làm nữa làm mãi và nghèo nữa nghèo mãi luôn anh chị ạ. Đây là phần tắp bi nè, đó tắp bi nguyên rin đô xe, những cái vân kèo nè không có bị phai mờ. Đó, tích hợp đây là cái nút kính bấm này nó bị hư rồi nha, chủ nhà đổ nút kính bấm mới nè, đó đổ cái nút kính bấm mới bên bên tài nè, xe có sao báo vậy, ốp giả gỗ hết rồi anh chị ạ, được cái nó còn liền lẹt lắm. Đó, chất đóng cửa nè rất là khít, rất là liền lẹt nha. Xíu nữa Trường Anh quay phần gầm, bây giờ trải nghiệm với Trường Anh phần máy nè. Trước tiên là phần máy xe trước, đăng kiểm còn sâu anh chị nha. Đây là phần máy xe nè, giá rẻ thôi. Đây nè, đây là dòng Nissan nè. Đó, sau khi cái máy mà Trường Anh đã đưa qua công nghệ xử lý 4.0 làm đẹp toàn diện rồi, biểu tượng logo Nissan nè, con này xài là 1, 2, 3, 4 cái vết phun nha, 1, 2, 3, 4 4 cái vết phun là nguyên rin nè, không có dấu hiệu độ chế luôn nha, vàng mới lạnh nè. Đó, tẩy rửa nó đẹp lên keng nè. Đây là anh chị nhìn kỹ cho nhìn cho Trường Anh nhá. Đây là anh chị thấy cái màu không, đây là màu xanh nè, đây với là màu xương rin của xe nè, đó màu xanh nè, đó coi nè, đó đó là màu xanh, là màu xương rin của xe, chủ nhà đã sơn lại màu đen đồng thời đổi cà vẹt qua nó là màu sơn đen rồi nha anh chị nha, vẫn đúng với giấy tờ hợp lệ đầy đủ hết, chỉ có đổi màu sơn thôi, đổi màu sơn thì cà vẹt thì cũng đã là màu đen rồi, không có ảnh hưởng đâu. Giống như anh chị thích một cái áo mới, anh chị đổi mua một cái áo mới, anh chị khác chị bận vô, đó là vậy. Đó, kèo cột là nguyên bản của xe nè, boe nè, boe điện luôn nè, cả miếng gió điện nè, nguyên bản của xe, cái bình này hết bình rồi nè, bình này hư rồi. Nó nói luôn có sao nói về bình này hư rồi, không còn cầm điện được nữa. Để Trường Anh ấy xong rồi gì à, để em thử coi. Bình lâu ngày quá nó hết, hết bình rồi nha. Đó, máy cực chất luôn. Không, máy của Nissan chị coi nè, là phần máy của Nissan là mới tinh rồi anh chị thôi. Xe này thì chạy cực bốc rồi, chạy rất là ok luôn, không phải suy nghĩ nha. Mua về là chạy, ngoài ra không phải làm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Máy móc chất. Ủa em, cái bình nó không lên luôn hả? Ui bà ơi, nó hết bình lâu chưa vậy? Nè anh chị coi, cọc bình để vậy thì làm sao mà ấy được. Hết bình là không có xíu lửa nữa anh chị coi nè. Không có một xíu lửa nào luôn. Mai Trường Anh sẽ thay cái bình mới vô cho anh chị. Em đề lên máy chạy cực sướng luôn. Đó là phong dáng của con Nissan đó. Dòng xe tập chạy tập lái nha. Là sóng gân cho nó carbon nè. Màu đen hết nha. Chủ nhà là sơn là màu đen hết rồi anh chị ạ. Tại Paco. Đó, đây là phạt dán nè. Anh chị thích dòng này thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô. Gầm bệ nè. Đây là Trường Anh quay phần gầm cho anh chị coi nhé. Đây là phần gầm nè anh chị. Gầm của em xe nè. Anh chị thấy phần gầm không? Phần gầm là không có xíu mục mọt luôn nè. Đó, coi kiểm cho Trường Anh nè. Cái gầm mới tinh nè. Thấy không? Gầm bè là mới lên keng luôn. Đấy, phần gầm đấy. Gầm mới lắm, mua về chạy thôi. Không đúc. Đó, chiều tối cũng đã tới rồi. Tối thui rồi. Đó, anh chị thích dòng này thì alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô nha. Em bán giá rẻ cho. Cực rẻ luôn. Đó, một lần nữa em xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.